Nhưng mà áp dụng cái xây dựng thành công thì chị có phận gì cho khách hàng không chị? Ví dụ như bây giờ có thể tư vấn được cho khách cái cách ăn, ví dụ như mình ăn cái lượng như thế nào và cái nhóm thực phẩm nào sẽ tạo ra cái mỡ máu, hoặc là những người nào bị tiểu đường thì mình sẽ cái nhóm thực phẩm nào mình có thể nâng lên được một chút, và cái nhóm thực phẩm bột tinh bột đường thì mình sẽ giảm lại một chút đó. Thì cũng nhờ những cái kiến thức đó mà chị tự tin để tư vấn cho khách hàng hơn. Vậy khách chị thấy hiệu quả nó tốt không? Về phản hồi thì khách cũng kêu là có hiệu quả và tái đơn để mua tiếp. Thì thật ra không có gì mà vui bằng việc khách hàng dùng có hiệu quả. Thế rồi chị kết hợp cả hai đúng không? Đúng rồi, cả chế độ dinh dưỡng, cả sản phẩm của mình đúng không? Thì như vậy nó mới từ gốc rễ được. Thì hồi trước đó là thật ra những cái nghiên cứu của mình nó có nhiều cái công dụng, nhưng mà chị cảm nhận là ví dụ như mình uống cái đó mình cảm nhận được cái tác dụng, tuy nhiên mà mình cứ ăn uống vừa phải, mình không theo cái chế độ đàng hoàng thì mai mốt mình ngưng nắm xong là bắt đầu nó cũng sẽ quay lại. Nhưng mà nếu kết hợp cả cái thức ăn vô nữa thì nó sẽ làm cho mình cái hiệu quả nó kéo dài được hơn. Giả sử như mình có ngưng nắm đi chăng nữa mà mình kéo dài được cái thực đơn đó thì nó càng khỏe, nó không những là nó khắc phục được cái vấn đề hiện tại mà nó còn làm tốt cái vấn đề khác nữa. Chị cũng cảm nhận được nó có tác dụng, ngay bản thân chị dùng chị cũng đã cảm nhận được tác dụng nên chị mới chọn nó để chị trồng. Nhưng mà chị vẫn cảm nhận là dinh dưỡng nó phải phù hợp, để dù không có bất kỳ cái vật chất kiểu như những cái thực phẩm bổ sung hay gì, người không có kinh tế người ta vẫn có thể hỗ trợ được sức khỏe của họ chỉ bằng những thức ăn hàng ngày thôi. Còn đối với những người mà có kinh tế thì có thường chứ đúng không, tức là cái cộng thêm á, đúng rồi, tức là mình sẽ không có lạm dụng nhiều nữa, đúng là có một cái cộng thêm khiến cho mình duy trì tốt thì cái nền mới. Chị sẽ kiến thức nó thật sự là chị hồi trước là chị chỉ có cái bằng cung cấp đông y thôi mà chưa biết được là, nhưng mà chị cũng muốn là mình có thêm những cái kiến thức mà nó chính quy, chứ nó không phải như những cái kiến thức mà trên mạng cứ muốn bán cái sản phẩm nào rồi cái bắt đầu rao bán những cái cao nhiều lên về công dụng của một cái thành phần gì trong sản phẩm đó để rồi bán mà không có show ra những cái bề chìm của cái sản phẩm đó. Thì chị cũng thích làm điều đó, và chị cũng mong là mình có được kiến thức và mình chia sẻ cho những người mà họ cái kinh tế của họ hơi khó khăn chút đó, thì họ tiếp xúc được với những cái kiến thức đó thì còn tốt hơn. Để cái người mà có cái nền kinh tế vững chắc rồi vừa dễ dàng tiếp xúc mà cũng nhiều người tới với họ nữa, cũng rất là nhiều người để tới để cung cấp cho họ rồi, còn có tội những người mà họ bị thiếu như thế nào sẽ suy nghĩ việc làm cái gì gần gũi nhất đối với những người đó để có được cái kiến thức nền tảng họ tự giải quyết cái vấn đề đó.